Diêm Vương gọi tên. Ngày xưa ở gia định có một người tên là Thủ Hoằng. Hắn xuất thân làm quan lại. Trong hơn 20 năm lục lọt trong các nhà các ti, hắn đã làm cho bao nhiêu gia đình tan nát, bao nhiêu người bị oan uổng. Do đó hắn đã vơ vét được bao nhiêu là tiền của. Vợ hắn chết sớm lại không có con, cho nên tiền bạc của hắn không biết tiêu vào đâu cho hết. Có lẽ đến lúc ta không cần phải đi làm nữa rồi. Mình ơi, ước gì mình còn sống để tận hưởng những tháng ngày này cùng ta. Một hôm, có người mách cho Thủ Hoằng biết ở chợ Bạch Ma, Quảng Yên là chỗ người sống và người chết có thể gặp nhau vào nửa đêm ngày 1 tháng 6 hàng năm. Thủ Hoằng rất yêu vợ. Dù vợ hắn đã chết 10 năm, nhưng hắn không lúc nào quên. Hắn quyết lên đường xa để gặp vợ một lần. Mình ơi, mình có nghe thấy tôi gọi không? Tôi đến thăm mình đây. Mình ơi, có phải mình không? Tôi nhớ mình biết không? Là mình thật rồi, cuối cùng cũng đã gặp được mình. Sao mình lại đến được đây? Mấy lâu nay mình sống ra sao? Tôi làm chút việc cho Diêm Vương. Ở trong đó tôi sống thanh thản, không thiếu thốn gì đâu, mình yên tâm. Tôi nhớ mình quá, tôi muốn theo mình xuống đó ít lâu, có được không? Được mình ạ, nhưng chỉ đi được một vòng vài ngày là cùng. Nếu quá hạn sẽ nguy hiểm. Chả mấy chốc, Thủ Hoằng và vợ đã đến cõi âm. Hắn rùng mình khi lọt qua bao nhiêu cổng trước lúc vào thành nội. Qua những tên quỷ gác cổng, có những bộ mặt gớm ghiếc. Nhờ của vợ nên chỗ nào cũng vào được trót lọt. Có giấy phép này, mình cứ thoải mái đi thăm thú xung quanh đây. Duy chỉ có con đường màu đỏ này là mình không được đi vào. Đó là nơi ở của Diêm Vương, nhớ nhé. Sau khi đi tham quan các phòng, Thủ Hoằng vào một cái kho rất đặc biệt ở cuối cùng. Trong kho la liệt những chiếc gông. Trong đó có một cái gông đặc biệt. Nó vừa to vừa dài, làm bằng những thanh gỗ nặng như sắt. Người anh em, cho tôi hỏi, thứ gông này dùng để làm gì? Để chờ những thằng ác nghiệt ở trần xuống đây. Bao nhiêu những cái gông trong này đều đã có chủ cả. Cứ xem gông to hay nhỏ thì biết tội ác của nó. Thế cái thằng sẽ đeo cái gông to và dài nhất kia là ai? Hắn là Phó Thủ Hoằng. Thằng cha đó ở Đại Nam Quốc, Gia Định Tỉnh, Phúc Chính Quyện. Chờ đến ngày hắn chết, hắn sẽ phải đeo cái gông đó. Hả? Vậy sao? Hắn có tội gì mà phải đeo cái gông nặng đến thế? Khi làm thơ lại, hắn bẻ mặt ra trái, làm bao nhiêu việc oan khóc, đến nỗi tội của hắn đen kín cả mấy trang giấy đây. Này, nghe tôi đọc này. Năm Ất Sửu hắn sửa hai chữ Ngộ Sát thành Cố Sát, làm cho hai mẹ con thị nhân bị chết, để cho người anh họ chiếm đoạt gia tài. Việc này Thủ Hoằng được 10 nén vàng và 10 nén bạc, 100 quan tiền. Thủ Hoằng tái mặt, không ngờ mỗi một cái cất tay động chân của mình trên kia, dưới này đều rõ mồn một. Thế vợ hắn cũng cùng đeo gông không hả ông? Ồ, ai làm người ấy chịu chứ? Vợ hắn nghe đâu là người tốt đã xuống đây rồi. Ví thử như hắn muốn hối cải thì phải làm thế nào? Đã vay thì phải trả. Nếu hắn muốn thì phải đem những thứ của cải cướp giật được đó, bố thí và cúng lễ cho hết đi. Thủ Hoằng không còn bụng dạ nào để đi xem nơi khác nữa. Vợ thấy chồng đòi về, lại đưa chồng ra khỏi hoàng cung của Diêm Vương và ra khỏi mấy dặm đường tối tăm mù mịt. Tôi về trang trải công nợ, có lẽ 3 năm nữa tôi lại xuống. Mình nhớ lên chợ đón nghe. Đừng chen lấn xô đẩy, ai cũng có phần. Ta sẽ cho các ngươi mỗi người một ít thóc gạo và một ít tiền. Sao đột nhiên lão này thay đổi lạ thế? Kể từ sau khi ở âm phủ về, Thủ Hoằng quyết tâm thay đổi. Hắn giúp đỡ tất cả những người nghèo. Chà, cái gông mang tên mình đã nhỏ lại rất nhiều rồi. Hình này người anh em, cái gông để ở nơi này tôi nhớ hình như to lắm thì phải. Đúng đấy, có lẽ gần đây ở trên Dương Thế, thằng cha ấy đã biết chuộc lỗi nên nó đã nhỏ lại. Vậy thì mình sẽ phải tích đức nhiều hơn nữa. Về gia đình, Thủ Hoằng lại làm tiếp công việc bố thí và cúng dường. Lần này hắn bán hết tất cả những gì còn sót lại, kể cả nhà của mình. Hắn đến Biên Hòa xây dựng một ngôi chùa lớn để cúng Phật. Chà, ông ấy quả là một người có tâm. Tấm lòng của ông ấy đã lan truyền khắp gần xa. Chưa bao giờ làng ta lại có một ngôi chùa lớn thế này. Sao rồi mình sẽ làm gì nữa nhỉ? À phải rồi, ngã ba sông Đồng Nai và sông Gia Định, việc đi lại bất tiện quá. Mình nên làm gì nhỉ? À đúng rồi.
mình sẽ kết một cái bè lớn để giúp đỡ những người qua lại. Chà, mấy lâu nay làm được nhiều việc thiện, hết sạch cả tiền rồi đây. Không sao, tự tay ta sẽ kết chiếc bè này. Dù vất vả thế nào, ta cũng vẫn sẽ làm. Thủ Hoàng kết một cái bè lớn, trên bè có nhà ở, có đủ chỗ nghỉ, có sẵn nồi niêu, đồ dùng và tiền gạo. Những thứ ấy hắn dùng để tiếp rước những người qua lại, nhất là những người nghèo khó. Hắn cho họ trú ngụ tại bè của mình kể 5-3 ngày, người 1 đôi tháng, mà không lấy tiền. Hắn làm công việc đó mãi cho đến ngày xuống âm phủ thật sự. Ông Thủ Hoàng đã làm một việc thật ý nghĩa, nhờ có ông ấy mà giờ việc đi lại của bà con thuận tiện hơn bao nhiêu. Nhờ biết ăn năn và tạo nhiều phúc đức, chiếc gông lớn mà lẽ ra Thủ Hoàng phải đeo sau khi chết đã tan biến. Ngày nay, một ngôi chùa ở Biên Hòa còn mang tên là Chùa Thủ Hoàng. Chỗ ngã ba sông Đồng Nai và Gia Định còn gọi là sông Nhà Bè. Mỗi lần đi qua nơi ấy, mọi người lại thầm cảm ơn lòng tốt của Thủ Hoàng. Học bơi. Hôm nay đánh được nhiều cá quá con trai nhỉ? Vâng, nhiều cá thế này nhà mình sẽ đem ra chợ bán chứ ba. Dĩ nhiên rồi, rủng rỉnh được ít tiền, ba sẽ để con tiếp tục đi học. Con thấy học khó lắm ba ơi, mà chẳng có gì hay cả. Thôi, ba cho con theo nghiệp ba, không cần phải học nữa. Muốn làm nghề gì á thì trước tiên cũng phải học lấy kiến thức đã, nếu không con sẽ đánh mất rất nhiều thứ. Bà này, con có muốn học bơi không, Minh? Học bơi ạ? Nhưng con biết bơi rồi mà ba. Muốn theo nghiệp của ba, trước hết con phải học bơi thật giỏi. Ba con mình sẽ lấy điểm xuất phát làm mỏm đá kia nhé. Vâng. Nào, bắt đầu nhé. Con sẽ bơi từ đây ra hướng mặt biển đằng kia. Con sẵn sàng chưa? Trước mặt là biển mênh mông, có gì ngoài đó đâu mà phải bơi ra cho mệt hả ba? Vậy là ngay bước đầu tiên con đã muốn bỏ cuộc và là kẻ thất bại rồi sao? Làm sao con biết chắc chắn ngoài kia không có gì mà không bơi ra? Nhưng lỡ con bơi ra rất xa rồi mà mệt quá thì phải làm sao ở giữa biển mênh mông mà? Được rồi, vậy ba sẽ chạy thuyền theo phía sau con nhé. Chúng ta bắt đầu được chưa? Vâng. Thôi được, để ba giúp con lên. Ôi, mệt đứt cả hơi. Ba lại nghĩ con còn có thể bơi được xa hơn nữa cơ. Xa hơn nữa? Con đã bơi được một đoạn rất xa rồi còn gì. Mình còn nhìn thấy bờ đâu ba. Nhưng con vẫn chỉ bơi trong giới hạn nhất định của mình thôi, đúng không nào? Ít nhất là con cũng theo ý của ba bơi, để biết được khả năng của mình bơi được bao xa rồi còn gì. Và con thấy con bơi được rất xa đấy chứ. Trời ơi, khói, ba ơi. Minh, mau bơi vào bờ đi con, thuyền sắp chìm rồi. Ba, sao cơ? Mau nhảy xuống bơi vào bờ, nhanh lên. Chỉ một chút nữa thôi, cố lên nào. À, thoát rồi. Còn ba? Ba? Ba ơi, thuyền không bị chìm, sao ba lại bảo con nó sắp chìm chứ? Ba muốn xem khi không có ba bên cạnh thúc giục, nâng đỡ, khi không có chiếc thuyền an toàn để con đứng trên đó, con sẽ tự mình bơi như thế nào? Sao cơ? Ba có biết con đã rất sợ hãi, chỉ cắm đầu vào bơi mà không nghĩ gì không? Con có biết khi con không còn thứ gì để bám vào, không còn thứ gì để nâng đỡ, bảo vệ, con đã bơi được rất xa, rất nhanh, quãng đường còn xa gấp đôi quãng đường mà con bơi trước đó. Thật hả ba? Đừng bao giờ tự giới hạn năng lực của mình.
hãy tiếp tục đi học con nhé. Ba, con hiểu rồi. Cuộc đua. Nào cả lớp, hôm nay cô muốn thông báo với các em một tin vui, là cả trường ta sẽ có hai em tham dự cuộc thi sáng tác truyện tranh quốc tế Việt Nhật, đó là em Nam và Quân. Chúc mừng hai em. Phần thưởng đặc biệt dành cho người giành giải nhất cuộc thi là được gặp họa sĩ sáng tác truyện tranh nổi tiếng Nhật Bản, Masuki. Wow, được gặp họa sĩ Masuki cơ đấy, hai cậu sướng nhé. Quân, lần này cậu phải giành giải nhất đấy, chẳng phải thành tích của cậu rất tốt hay sao? Cậu luôn đứng nhất trường ta mà. Cuộc thi lớn như vậy, chắc sẽ có nhiều bạn giỏi hơn tớ, nhưng nhất định tớ sẽ cố gắng. Sao lúc nào cũng là cậu ấy? Mình cũng muốn giành giải nhất. Mình sẽ cố gắng hết sức. Trong vòng một tuần, hai em hãy hoàn thành bản thảo của mình và đem đến trung tâm nộp nhé. Vâng ạ. Không biết Quân vẽ theo phong cách nào nhỉ? Cậu ấy lại vẽ rất đẹp nữa chứ. Thôi, mình cứ cố gắng vẽ đẹp nhất có thể vậy. Làm sao để mình có thể vượt qua được cậu ấy đây? Làm sao để được gặp Masuki đây? Nam, cậu đến rồi à? Chờ tớ với. Quân, mau lên nào. Nhanh thật, vậy là đã đến ngày nộp bản thảo rồi. Tớ thấy lo lắng quá. Đừng lo, tự tin lên. Dù kết quả thế nào thì bọn mình đã rất cố gắng rồi. Ừ. Quân, cậu đến đây nộp bản thảo cho cuộc thi vẽ tranh à? An, Quốc, sao hai cậu lại ở đây? Tớ tưởng các cậu phải ở Nhật rồi chứ. Cậu đợi tớ một lát, rồi hãy vào nộp nha. Ừ, cậu đi đi. Không biết câu chuyện của cậu ấy như thế nào. Cậu ấy tự tin thế chắc phải làm tốt lắm. Nếu vậy thì mình làm sao mà giành giải nhất được? Không được, ước mơ của mình là gặp được họa sĩ Masuki. Đây là cơ hội để mình thực hiện ước mơ đó. Hay là mình thử xem câu chuyện của cậu ấy một chút. Ôi, cậu ấy vẽ đẹp quá. Cậu ấy sáng tác câu chuyện hay thật. Cứ thế này cậu ấy sẽ giành giải nhất mất. Phải làm sao đây? Không ai thấy đâu. Đi thôi, Nam. Xin mời các bạn đến nộp bản thảo cho cuộc thi vẽ truyện tranh quốc tế Việt Nhật. Đi vào phía bên trong. Bọn mình vào trong thôi, kẻo muộn. Đi thôi. Không sao cả, chỉ cần gặp được họa sĩ Masuki thì sẽ không ai biết chuyện mình đã làm. Nộp xong bản thảo tớ mới thấy hồi hộp chờ kết quả đây Nam ạ. Nam, sao tờ bản thảo của tớ lại ở đây? Cậu đã làm gì? Tớ không nghĩ cậu lại làm như thế. Quân có tố cáo mình không? Chắc hôm nay cậu ấy nói hết mọi chuyện cho các bạn ở lớp rồi. Trời ơi, có lẽ cả trường biết chuyện rồi cũng nên. Các bạn sẽ chế nhạo mình, thầy cô sẽ trách phạt, có khi còn đuổi học mình nữa. Nam à, sao hôm nay cậu không đi học? Cậu biết tin chưa? Cậu giành giải nhất cuộc thi vẽ truyện tranh đấy. Sao? Mình được giải nhất? Quân đã không nói ra sao? Cậu đến tìm tớ có việc gì? Quân, tớ xin lỗi. Giờ này cậu còn xin lỗi thì có ý nghĩa gì chứ? Bây giờ cậu đã đạt được ước mơ rồi đấy. Cậu vui chưa? Vì sao cậu không tố cáo tớ? Tớ đã định nói ra sự thật. Nhưng nếu tớ nói ra chắc chắn cả trường mình sẽ biết cậu gian lận. Tớ không thể làm vậy. Bởi vì cậu là bạn tớ. Tớ không muốn bạn mình phải xấu hổ và bị bêu xấu. Tớ không muốn điều tồi tệ đến với cậu. Quân, bây giờ tớ thật sự xấu hổ về những gì mình đã làm. Cảm ơn cậu. Tớ sẽ xin rút khỏi giải thưởng. Tớ nghĩ cậu không cần làm thế, vì cậu vẽ rất giỏi mà. Nếu cậu tự tin vào khả năng của cậu, chắc chắn cậu sẽ chiến thắng. Chúng ta hãy cùng nhau cố gắng và cạnh tranh công bằng ở những cuộc thi sau nha.
Ừ, cảm ơn cậu Quân à. Đăng ký kênh ngay đi nào. Mỗi ngày, bài học cuộc sống sẽ cho bạn xem các video thú vị nhất.